Dạ, chào mừng quý vị đến với Thiền An Bên Bờ Vũ Trụ. Tôi là Minh Tâm và tôi sẽ là MC dẫn chương trình của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ông Thích Nhật Từ đã nói rằng chúng tôi là những người giả tu, lợi dụng hình thức Phật giáo để lừa đảo người khác. Cho nên, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi sẽ cử ra một vị để đại diện cho Thiền An Bên Bờ Vũ Trụ nói về vấn đề này. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Thầy Pháp Tâm. Thầy Pháp Tâm sẽ giải thích thế nào là tu thật và thế nào là giả tu. Dạ, kính thưa quý vị, quý vị cũng biết rồi đó, một kiếp người cao lắm là 100 năm, nhưng một kiếp người có khi chỉ có 1 năm, thậm chí là 1 phút 1 giây, vừa sinh ra đã chết. Đủ thứ mọi lý do khiến cho mình phải chết. Thiên tai cũng chết, động đất cũng chết, sóng thần cũng chết, núi lửa cũng chết, dịch bệnh cũng chết, còn nhiều lắm. Tóm lại, khôn cũng chết, ngu cũng chết, đẹp cũng chết, xấu cũng chết, giàu cũng chết, nghèo cũng chết, chứ sao gì cũng chết. Cuộc đời này vô thường lắm. Chính vì cuộc đời này vô thường cho nên tôi mới đi tu. Mình tu để tập cho mình hiền, mình tu để tập cho mình từ bi. Mà ngộ lắm quý vị, người ta chửi tôi là chú tu giả, tu mà không được giáo hội Phật giáo công nhận. Trời ơi, mình tu để tập cho mình từ bi bác ái giống Đức Phật mà cũng phải chờ người ta công nhận hay sao? Chẳng lẽ người ta không công nhận thì mình không được tu, không được từ bi bác ái hả trời? Tôi nhắc cho quý vị nhớ nè, ngày xưa Đức Phật đi tu, Đức Phật đâu có gia nhập vào giáo hội nào đâu. Đức Phật tự tu đi, tự tu một mình. Nhờ Đức Phật tự tu đi một mình cho nên Đức Phật mới thành Phật và có được đạo Phật đến tận ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đây là cái gì? Cái ly này muôn đời cũng vẫn là cái ly. Dù giáo hội Phật giáo có công nhận nó hay không thì nó cũng vẫn là cái ly. Dù người ta có vùi nó xuống vùng xứ sinh thì nó cũng vẫn là cái ly. Chẳng lẽ người ta không công nhận nó là cái ly rồi cái ly này trở thành cái bàn, cái ghế hay sao? Chẳng lẽ người ta không công nhận rồi cái ly này trở thành cái ly giả hay sao? Quá bậy bạ, quá vô lý, phải không quý vị? Cái ly mãi mãi là cái ly. Cho nên, thưa quý vị, tôi tu thì mãi mãi tôi vẫn là người tu. Dù giáo hội Phật giáo có công nhận hay không thì tôi cũng vẫn là người tu. Không bao giờ có gì được công nhận thì là tu thật, còn không được công nhận thì là tu giả. Mục đích tôi tu là để tôi tìm cái chân thiện mỹ cho mình, chứ mục đích tôi tu không phải để tìm sự công nhận của người khác. Suốt 2500 năm qua, chúng ta đang thờ ông Phật, đang quỳ lại ông Phật. Ông Phật mà chúng ta quỳ lại tôn thờ mỗi ngày đó chính là người mà năm xưa chẳng có giáo hội nào công nhận. Tôi xin được hỏi quý vị, ông Phật ngày xưa đi tu gia nhập vào giáo hội nào?
đâu nữa. Ông Phật đời xưa đi tu gia nhập vào giáo hội nào, ai trả lời được, tu sinh làm đệ tử của người đó suốt đời suốt kiếp. Còn nếu ai không trả lời được thì hãy đến đây xin lỗi tôi. Còn về vấn đề trang phục và cái đầu trọc này thì tôi xin nói cho quý vị biết, ngày xưa Đức Phật nói rằng nếu ai muốn tu theo đạo Phật của Đức Phật thì phải cạo đầu và đắp y. Cho nên tôi nghe theo lời của Đức Phật, tôi cũng cạo đầu và mặc áo vàng giống như Đức Phật. Tất cả tôi đều làm theo lời Phật dạy. Chứ nếu tôi mà để tóc và mặc đồ vét thì tôi còn để cho gấp mấy lần bây giờ. Kính thưa quý vị, trước khi kết thúc, tôi xin nói một câu cuối cùng. Nếu ai muốn tu để đạt được sự công nhận của giáo hội thì cứ đi tìm giáo hội để xin sự công nhận. Còn nếu ai muốn tu để đạt được cái chân thiện mỹ trong tâm hồn của mình thì cứ tu.